Phật giáo. Phật giáo là lời giáo huấn của Đức Phật từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu Đức Phật Gotama, vào ngày rằm tháng 4 âm lịch tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, khi Đức Phật Gotama tròn đúng 35 tuổi. Cho đến ngày rằm tháng 4 âm lịch trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn tại khu rừng Kusinara, Đức Phật tròn đúng 80 tuổi. Đức Phật Gotama thuyết pháp tế độ chúng sinh suốt 45 năm. Tất cả lời giáo huấn của Đức Phật gọi là Phật giáo. Phật giáo có 3 phần chính. 1. Pháp học Phật giáo. 2. Pháp hành Phật giáo. 3. Pháp thành Phật giáo. Các hàng thanh văn đệ tử học pháp học Phật giáo hiểu biết đúng đắn, làm nền tảng căn bản cho pháp hành Phật giáo. Khi hành giả thực hành pháp hành Phật giáo đúng đắn, dẫn đến chứng đắc pháp thành Phật giáo. Đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, gọi là chính pháp siêu tam giới. Pháp học Phật giáo. Pháp học Phật giáo là gì? Trong chú giải Chi Bộ Kinh định nghĩa: Pháp học Phật giáo là Phật ngôn Tam Tạng Ba Lý cùng chú giải Ba Lý. Tiếng Ba Lý là ngôn ngữ chung của chư Phật trong quá khứ, Đức Phật hiện tại và chư Phật vị lai. Ba Lý Pha Sa vốn là ngôn ngữ của người dân Magatha mà Đức Phật sử dụng làm ngôn ngữ thuyết pháp tế độ chúng sinh, để hiểu biết pháp học chánh pháp, rồi thực hành pháp hành chánh pháp, dẫn đến chứng đắc pháp thành chánh pháp. Đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả, Niết Bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong 3 giới 4 loài. Cho nên ngôn ngữ này gọi là ngôn ngữ Ba Lý Pha Sa. Pháp học Phật giáo gồm tất cả những lời giáo huấn, những điều chế định của Đức Phật trong suốt 45 năm kể từ khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, cho đến trước khi Đức Phật Gotama tịch diệt Niết Bàn, được ghi chép đầy đủ trọn vẹn trong Tam Tạng Ba Lý và chú giải Ba Lý. Trong Tam Tạng Ba Lý không chỉ có những lời giáo huấn của Đức Phật mà còn có những lời của các hàng thanh văn đệ tử, chư thiên, chư phạm thiên, vân vân, được Đức Phật nhắc lại hoặc xác nhận cũng xem như là Phật giáo. Và chú giải Ba Lý là lời giảng giải những pháp khó hiểu trong Tam Tạng Ba Lý. Khi thì Đức Phật giảng giải rải rác, gọi là Ba Kinh Ná Cá Đế Sa Na. Đức Phật thuyết giảng, giải thích rõ mỗi điều riêng rẽ trong Tam Tạng Ba Lý, khi thì chư Thánh A-ra-hán giảng giải. Những lời giảng giải ấy được gom lại gọi là Bộ Chú Giải Ba Lý, Tam Tạng Ba Lý, và Chú Giải Ba Lý thuộc về Pháp học Phật giáo. Pháp học là nền tảng căn bản của Phật giáo. Nếu không có Pháp học Phật giáo thì chắc chắn không có Pháp hành Phật giáo và Pháp thành Phật giáo, không có giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Nếu có Pháp học Phật giáo đúng đắn thì dẫn đến phần thực hành Pháp hành Phật giáo đúng đắn. Nếu có thực hành Pháp hành Phật giáo đúng đắn thì có quả là Pháp thành Phật giáo, đó là 4 thánh đạo, 4 thánh quả Niết Bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Pháp gì giải thoát? Phật giáo có một gì duy nhất là gì giải thoát, như Đức Phật đã dạy. Này Baharaja, đại dương chỉ có một gì duy nhất là gì mặn. Này Baharaja, cũng như vậy, pháp và luật này chỉ có một gì duy nhất là gì giải thoát. Này Baharaja, pháp và luật này chỉ có một gì duy nhất là gì giải thoát. Phân loại toàn giáo pháp của Đức Phật. Phật ngôn. Toàn giáo pháp của Đức Phật, Phật ngôn chia ra làm 3 thời kỳ: Phật ngôn đầu tiên, Phật ngôn thời kỳ giữa, Phật ngôn cuối cùng. Phật ngôn đầu tiên là gì? Đức Bồ Tát Siddhartha khi trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là Đức Phật Gotama, tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela. Vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Phật Gotama tròn 35 tuổi, Đức Phật an hưởng vị giải thoát suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày. Khi ấy, Đức Thế Tôn tự thuyết 2 bài kệ ở trong tâm. Bài kệ số 153: Này tham ái, người thợ xây nhà thân, Như Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp, nên tử sinh luân hồi vô số kiếp, tái sinh mãi trong tam giới là khổ.
Bài kệ số 154. Này tham ái, người thợ xây nhà thân, bây giờ Như Lai đã gặp ngươi rồi, tất cả sườn nhà phiền não của ngươi Như Lai đã hủy hoại sạch cả rồi, đỉnh nhà vô minh cũng bị tiêu diệt, ngươi không còn xây nhà Như Lai nữa, tâm Như Lai đã chứng ngộ niết bàn, diệt tận tất cả mọi tham ái, Như Lai đã chứng đắc A La Hán. Hai bài kệ này Đức Phật Gotama tự thuyết ở trong tâm tại cội Đại Bồ Đề, là Phật ngôn đầu tiên của Đức Phật. Phật ngôn cuối cùng là gì? Đức Phật Gotama du hành thuyết pháp tế độ cho chúng sinh, có duyên lành nên tế độ khắp mọi nơi, từ cõi người đến cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới. Không có cõi trời vô sắc giới, bởi vì chư phạm thiên cõi này không có sắc quẩn nên không có lỗ tai để lắng nghe chánh pháp, suốt 45 năm ròng rã ngày đêm. Đến ngày rằm tháng 4 âm lịch, Đức Phật Gotama người đến khu rừng Cú Xí Na Ra tịch diệt niết bàn. Đức Phật Gotama tròn 80 tuổi. Trước giờ tịch diệt niết bàn vào canh chót, Đức Phật Gotama nhắc nhở khuyên dạy các hàng đệ tử đứng đầu là Tỳ Khưu rằng: Này chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, cần sự nam, cần sự nữ. Bây giờ Như Lai nhắc nhở khuyên dạy các con lần cuối cùng rằng: Tất cả các pháp hữu vi có trạng thái diệt là thường. Các con hãy nên cố gắng tinh tấn hoàn thành mọi phần sự tứ thánh đế bằng pháp không dễ vui, chánh niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Đó là Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật. Thật vậy, Đức Phật khuyên dạy chấm dứt câu chót Abhamma Đế Na, Sambha Đế Thá, từ đó không còn dạy một lời nào nữa. Đức Phật nhập các bậc thiền sắc giới và các bậc thiền vô sắc giới thuận và nghịch. Rồi cuối cùng Đức Phật tịch diệt niết bàn tại khu rừng Cú Xí Na Ra, gọi là ngũ quẩn niết bàn. Diệt ngũ quẩn rồi, không còn tái sinh kiếp nào nữa, hoàn toàn giải thoát khỏi khổ sinh, là giải thoát mọi cảnh khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Phật ngôn thời kỳ giữa là gì? Ngoại trừ hai câu kệ Phật ngôn đầu tiên và câu kệ Phật ngôn cuối cùng của Đức Phật ra, còn lại tất cả những lời giáo huấn đều răng dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm là Phật ngôn thời kỳ giữa của Đức Phật. Pháp và luật. Toàn giáo pháp của Đức Phật phân ra làm hai loại. Pháp gồm có tạng kinh ba lý và tạng di dụ pháp ba lý. Luật là tạng luật ba lý. Trong bài kinh Maha Parini Banasutta Đại Niết Bàn, trước khi tịch diệt Niết Bàn, Đức Phật dạy ngài trưởng lão Ananda rằng: Này Ananda, pháp mà Như Lai đã thuyết, luật mà Như Lai đã chế định, sau khi Như Lai đã tịch diệt Niết Bàn rồi, pháp và luật ấy là đức tôn sư của các con. Theo chú giải kinh Đại Niết Bàn ấy giảng giải rằng: Thám má, pháp có nghĩa là tạng kinh ba lý và tạng di diệu pháp ba lý. Ví ná giá, luật có nghĩa là tạng luật ba lý. Tất cả pháp và luật phân chia thành tam tạng ba lý, ngũ bộ ba lý, cửu phần ba lý, 84.000 pháp môn ba lý. Tạng luật ba lý gồm có 21.000 pháp môn. Tạng kinh ba lý gồm có 21.000 pháp môn. Tạng di diệu pháp ba lý gồm có 42.000 pháp môn. Đức Phật còn giảng giải rằng: Như vậy, 84.000 pháp môn này tồn tại, chỉ có một mình Như Lai tịch diệt niết bàn. Thật vậy, bây giờ chỉ có một mình Như Lai giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Sau khi Như Lai tịch diệt niết bàn rồi, thì có 84.000 pháp môn ấy là đức tôn sư sẽ giáo huấn các con, theo dạy dỗ các con. Trên đây là đoạn chú giải mà chính Đức Phật đã giảng giải, chỉ dạy cho hàng thanh văn đệ tử nên hiểu biết rõ rằng sau khi Đức Phật đã tịch diệt niết bàn rồi, không phải không còn đức tôn sư, mà khi ấy 84.000 pháp môn chính là đức tôn sư sẽ giáo huấn, sẽ theo dạy dỗ các hàng thanh văn đệ tử. Tam tạng ba lý. Toàn giáo pháp của Đức Phật nếu phân chia theo tạng thì có ba tạng: tạng luật ba lý, tạng kinh ba lý, tạng di diệu pháp ba lý. Một, tạng luật ba lý. Tạng luật ba lý gồm những lời răn dạy của Đức Phật. Đức Phật đã ban hành những giới điều tỳ khưu, tỳ khưu đi, những pháp hành tăng sự, những điều cho phép và những điều không cho phép, những việc nên làm và những việc không nên làm, vân vân. Tạng luật ba lý có 5 bộ. Một, bộ ba rá, chí cá ba lý, gồm có những điều giới.
bốn điều giới Parachikha, 13 điều giới Samgadhisera, 2 điều giới Anijjata, 30 điều giới Nissaggiya Basitiya. 2. Bộ Basitiya Ba Lý gồm có những điều giới 92 điều giới Sutta Basitiya, 4 điều giới Bati Desa Niya, 75 điều giới Sekhiya, 7 điều Athi Kara Nasa Matha, những điều giới của Tỳ Khưu Ni. 3. Bộ Maha Vaga Ba Lý Tạng Luật. Trong bộ luật Maha Vaga Ba Lý này, Đức Phật thuyết giảng về chuyện chứng đắc thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, thuyết pháp kinh Chuyện Pháp Luân đầu tiên tế độ nhóm năm Tỳ Khưu. Đức Phật ban hành phép xuất gia thọ xá dí Tỳ Khưu, vân vân. 4. Bộ Kulava Ga Ba Lý. Trong bộ luật Kulava Ga Ba Lý này, Đức Phật ban hành nhiều pháp hành tăng sự đến chư Tỳ Khưu. Bộ này lần đầu tiên Đức Phật cho phép bà Maha Bata Bati Gotami xuất gia trở thành Tỳ Khưu Ni trong giáo pháp của Đức Phật, cùng với 500 cận sự nữ dòng Sakya cùng xuất gia thọ Tỳ Khưu Ni, vân vân. 5. Bộ Parivara Ba Lý. Trong bộ luật Parivara Ba Lý này, Đức Phật ban hành nhiều điều liên quan đến giới và nhiều vấn đề khác. Đó là 5 bộ trong tạng luật Ba Lý mà chỉ có Đức Phật duy nhất chế định và ban hành đến chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni mà thôi. Còn các hàng thánh thanh văn đệ tử không có khả năng chế định ra điều giới và các pháp hành tăng sự. Các điều giới, các pháp hành tăng sự mà Đức Phật đã chế định và đã ban hành rồi, các hàng thánh văn đệ tử cần phải nên nghiêm chỉnh hành theo mà không được phép sửa đổi, thêm hoặc bớt điều nào cả. Tạng luật Ba Lý có 3 đặc tính đặc biệt. 1. Đức Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh. 2. Đức Phật giáo huấn tùy theo lỗi. 3. Đức Phật răn dạy Tỳ Khưu giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu. 1. Đức Phật thuyết giảng bằng pháp lệnh như thế nào? Đức Phật đã chế định ra điều giới, các pháp hành tăng sự, điều cho phép và không cho phép, việc nên làm và không nên làm đến chư Tỳ Khưu, chư Tỳ Khưu Ni. Chư Tỳ Khưu, chư Tỳ Khưu Ni phải nghiêm chỉnh hành theo những điều mà Đức Phật đã chế định, không được thêm vào hoặc bớt ra. Nếu vị nào cố ý sai phạm điều nào thì vị ấy phải chịu tội nặng hay nhẹ tùy theo mỗi điều giới ấy. Đức Phật là bậc độc nhất chế định và ban hành tạng luật, còn các hàng thánh thanh văn đệ tử không được phép chế định một điều nào cả. 2. Đức Phật giáo huấn tùy theo lỗi như thế nào? Khi nào Tỳ Khưu hoặc Tỳ Khưu Ni bị phạm lỗi lần đầu tiên, bị người đời hoặc chư thiên chê trách, làm tổn thương đến uy tín của chư Tỳ Khưu Tăng, khi ấy Đức Phật mới chế định điều giới ban hành đến chư Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni để đem lại 10 điều lợi ích như sau. 1. Samgá xuất thú tà giá, để đem lại sự tốt lành cho Tỳ Khưu Tăng, Tỳ Khưu Ni Tăng. 2. Samgá pha xú tà giá, để đem lại sự an lành cho Tỳ Khưu Tăng, Tỳ Khưu Ni Tăng. 3. Đúng mán cu nám, bú gá la nám, ni gá ha giá, để khiển trách Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni phá giới, khó dạy, không biết hổ thẹn tội lỗi và không biết ghê sợ tội lỗi. 4. Bế xá la nám, phí khu nám, pha xú vi há ra giá, để đem lại sự an lành đến những Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni biết kính yêu giới. 5. Đít thá thám bí ca nám, a xá va nám, sám vá ra giá, để ngăn ngừa những tai họa xảy ra trong kiếp hiện tại. 6. Sám bá ra chí ca nám, a xá va nám, bá tí ga ta giá, để tránh khỏi những tai họa trong bốn cõi ác giới, địa ngục, á su rá, ngạ quỷ, súc sinh trong kiếp vị lai. 7. Á bá sán na nám, ba sa giá, để làm cho phát sinh đức tin để những người chưa có đức tin nơi tam bảo. 8. Ba sa na nám, phí vố, phá ba giá, để làm tăng trưởng thêm đức tin cho những người đã có đức tin nơi tam bảo. 9. Xá tha má, má thí ti giá, để làm cho chánh pháp, pháp học chánh pháp, pháp hành chánh pháp, pháp thành chánh pháp được trường tồn lâu dài. 10.
Ví Ná Gia Nú Ga Ha Giá để giữ gìn hộ trì giới luật được nghiêm chỉnh. Sau khi có tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni phạm lỗi đầu tiên thì Đức Phật mới chế định ra điều giới. Cho nên những tỳ khưu nào, tỳ khưu ni nào phạm lỗi đầu tiên, tỳ khưu ấy, tỳ khưu ni ấy không phải phạm điều giới ấy. Đức Phật chế định điều giới nặng hoặc nhẹ tùy theo lỗi nặng hoặc nhẹ. Sau khi Đức Phật đã chế định điều giới nào rồi, ban hành đến tỳ khưu ni, nếu tỳ khưu nào, tỳ khưu ni nào cố ý phạm điều giới ấy thì tỳ khưu ấy, tỳ khưu ni ấy đã phạm điều giới ấy. 3. Đức Phật răn dạy tỳ khưu, tỳ khưu ni giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu như thế nào? Đức Phật ban hành điều giới đến tỳ khưu ni cốt để răn dạy tỳ khưu ni biết giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác do thân và khẩu. Tỳ khưu ni giữ gìn điều giới được trong sạch, có thể diệt được phiền não loại thô, để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ được phát triển. Đó là những đặc tính đặc biệt của tạng luật ba lý. Tỳ khưu giới, Đức Phật chế định ban hành điều giới của tỳ khưu trong Phí Khú Ba Ti Mố Khá Si Lá có 227 điều giới như sau. 1. Ba Ra Chí Khá, giới bại hoại có 4 điều giới. 2. Sám Ga Đi Xế Xá, giới hành phạt có 13 điều giới. 3. A Ni Giá Tá, giới bất định có 2 điều giới. 4. Ni Xá Ghi Giá, Ba Xí Tí Giá, xả rồi sám hối có 30 điều giới. Nghĩa là tỳ khưu phải xả bỏ vật bị phạm giới trước, sau đó mới xin sám hối. 5. Xuất Thá, Ba Xí Tí Giá, giới sám hối lỗi có 92 điều giới. 6. Ba Tí Đế Xá Ni Giá, giới sám hối riêng rẽ có 4 điều giới. 7. Xế Khí Giá, giới hành có 75 điều giới. 8. A Thí Cá Rá Ná Xá Má Thá, pháp giảng hòa có 7 pháp. Tuy nhiên, trong tạng luật ba lý gồm tất cả mọi điều giới của tỳ khưu đầy đủ có 91.805.036.000 điều giới. Như trong bộ Ví Xú Thí Má Gá dạy: Na Vá Cô Tí Xá Há Xá Ní A Xí Tí Xá Tá Cô Tí Vô Văn Nhã Xá Xá Tá Xá Há Xá Ní Chá Tiếm Xá Chá Phú Na Phá Rê Ê Tê Xá Phá Rá Vì Ná Gia Xám Bút Thế Ná Phá Cà Xí Tà Phê Gia Lá Mú Khê Ná Nít Đít Tha Xít Kha Vì Na Giá Xám Phá Rê. Đức Phật đã chế định những điều giới trong tạng luật ba lý theo cách tính rộng thì gồm có 91.805.036.000 điều giới giữ gìn cẩn trọng thân và khẩu, tránh xa mọi hành ác.